lương thấp mà mẹ dục lấy vợ. Mới 25, 26 tuổi mẹ dục lấy vợ suốt ngày rất là mệt mỏi, bảo con giờ chưa đâu vào đâu, nên mấy năm nữa khá hơn thì tính sau liệu ok không? Mẹ anh cứ bảo cả hai cùng cố gắng, em cho anh lời khuyên được không á? 25, 26 tuổi á? Ôi dồi ôi anh ơi, anh bảo mẹ anh là ấy, giờ con gái nó không chịu khổ được đâu. Mẹ nghĩ là về cùng cố gắng, nhưng mà có phải là ai cũng muốn cố gắng đâu. Về nó còn làm thêm, nó còn kiểu như là thành gánh nặng cho con ấy. Cũng như là lấy cái đứa nó chịu thương chịu khó thì không sao, lấy cái đứa mà nó chỉ thích ăn chơi, nó chỉ thích hưởng thụ, về con lại nuôi thêm cả nó. Bây giờ một mình con còn cảm thấy vất vả, con còn cảm thấy mệt mỏi. Cưới phải cái đứa nó chăm chỉ không sao, cái đứa nó lười biếng, về phải hầu cả nó nữa. Xong rồi nó không biết điều, về nó kiểu như là nó đuổi cả bố cả mẹ ra ngoài đường thì làm sao? Bây giờ bản thân con khả năng con chỉ có thế này thôi, lương tháng con được có 10-20 triệu một tháng thì làm sao mà con cưới được cái người mà nó ra giáo, nó học thức, nó giỏi giang được, đúng không? Bây giờ mẹ muốn con mà cưới cái người mà nó giỏi giỏi một tí, nó biết điều tí thì phải lựa cho nó kỹ chứ. Lấy cái đứa không ra gì về đẻ con ra nó cũng thành mẹ đầu trâu mặt ngựa hết thì làm nào? Chứ phải mẹ phải lấy ví dụ coi cho mẹ sợ đi. Mình cũng phải thế đấy, mình cũng phải dọa mẹ mình mấy lần ấy cho mẹ mình mới bớt bớt đi ấy, chứ mẹ mình cứ dục điên dục cuồng ấy, kiểu cứ bắt lấy chồng các kiểu ấy, cho mình lấy chồng đâu lấy, giờ lấy phải cái thằng không là gì lắm đâu. Lương 6 triệu anh bảo nhiều rồi, mẹ cứ nói ngày xưa tao và bố mày lấy nhau có gì đâu, lãi mỗi ba đứa mày á. Ui rồi mà mẹ là đấy là ngày xưa thôi, giờ 6 triệu nuôi thân không nổi. Đúng mẹ rồi. Tán gái còn khó, mẹ về nuôi cả nó nữa, xong nuôi cả con nó nuôi thế nào được. Bảo mẹ là tình hình giờ khó lắm. Giờ mấy cái đứa mà con ngoan nó toàn lấy mấy cái tháng lương 60 triệu thôi mẹ ạ. Con lương còn thấp thì không ấy được. Ngày xưa là mẹ mình kiểu như là muốn mình lấy chồng xong rồi cứ nghĩ là kiểu con gái chỉ cần đi làm văn phòng lương 5-10 triệu một tháng, ổn định các thứ lấy chồng là được. Xong mình bảo là con mà lương con 5 triệu thì con chỉ cưới được người lương 5 triệu thôi. Con mà lương 20 triệu thì con sẽ cưới được người 20 triệu. Hồi tại hồi đến 20 triệu to. Mẹ muốn con cưới được cái người hẳn hoi tử tế á và giỏi á thì mẹ phải để cho con đi kiếm tiền. Mình nói thế chịu rồi, cãi sao được. Mẹ mình chả nói gì, mình không nói được cái gì nữa. Mình bảo là mấy cái thằng lương 5 triệu, mấy cái thằng lương mà thấp thấp mà kiểu ấy thì nó đâu có chưa chắc đã là người tử tế hay gì á. Kiểu mình muốn gặp được người tốt thì bản thân mình phải tốt lên ấy. Ý mình là vậy. Cái thì mình bảo mẹ mình là mẹ phải để cho con đi kiếm tiền. Thế là mẹ mình không nói gì nữa. Nó đúng quá, nói sao được. Mình không bao giờ có cái suy nghĩ là kiểu lọ lem gặp hoàng tử đâu. Không có suy nghĩ đấy đâu. Nên là mình biết được là nếu mà mình muốn gặp được người hẳn hoi tử tế thì bản thân mình cũng phải giỏi giang chứ. Mẹ mình vừa rốt vừa nát mà mình đòi cưới mẹ Guzupio á. Tỉnh mộng đi. Không là không ai cứu được đâu. Tại sao con gái chia tay xong lại cưới sớm hơn con trai á? Điên à? Liên quan gì? Đầy người con trai vẫn cưới sớm mà. Còn nếu mà so thì nếu con trường hợp mà con gái mà cưới nhiều sớm, cưới sớm nhiều hơn á thì bởi vì là con gái đến tuổi lấy chồng sớm hơn con trai đấy chứ gì đâu. Tại vì sao? Tại vì là con trai á thường thì người ta sẽ không có vội vàng, mà con gái thì nó có thì thôi. Nên là ví dụ như khoảng 25, 26, 27 tuổi là bắt đầu gia đình dục rồi, là tầm đấy là lấy chồng rồi. Còn con trai thì ví dụ như là 29, 30, 31, 32, 34 lắm các kiểu thì người ta mới bắt đầu cưới vợ. Con gái lấy sớm hơn là chuyện bình thường hay gì đâu nhỉ? Đợi con gái nhanh già hơn á, người ta gọi là con gái có thì bố ạ. Trời ơi, ví dụ như là để lâu thì nó già rồi, là khó khăn trong chuyện sinh nở các thứ, cái lúc mà còn xinh đẹp nhất trẻ trung nhất thì dễ lấy chồng, được nhiều anh tán thì trong đấy chọn lên một anh rồi cưới, ví dụ như thế đúng không? Thế ai thì yêu ai, thích ai thì cưới, thì nó dễ cưới hơn nữa chứ gì đâu. Quá chuẩn luôn. Người yêu mình mê bản thân khác giới của mình. SOS chị Nắng, em có một cô bạn thân và một cô người yêu. Ví như là em có người yêu rồi nên em và cô bạn thân đã nói là khi nào em chia tay thì người yêu thì chơi với nhau tiếp. Tại bạn thân em sợ bị nó là trà xanh, nhưng không, người yêu em lạ lắm chị. Em ý còn mê cô bạn thân của em hơn là em chị ạ. Mỗi lần em đi chơi với người yêu thì em ý lại hỏi chị Nhi đâu, sao anh không dắt đi chung, xong dỗi em luôn. Có khi nào em bị cô bạn thân cướp mất người yêu em không chị? Cho em lời khuyên và cách để em người yêu không nghiện bạn thân của em nữa. Em quá ngây thơ luôn. Em quá ngây thơ, em quá hồn nhiên luôn. Chị thấy câu chuyện của em nó có quá nhiều vấn đề. Đầu tiên là đứa mẹ đéo ai yêu, chửa yêu đã nghĩ đến cái đoạn chia tay rồi. Người yêu em nghe được câu này chắc nó buồn lắm. Đúng vậy. Bây giờ mà có bạn thân, xong rồi có người yêu, xong rồi vừa mới yêu nhau đang rất là hạnh phúc, rất là vui vẻ, lại bảo với là bao giờ tao chia tay với cả nó thì tao với mày chơi lại với nhau. Thế là như nào? Là đã xác định ngày sau này chia tay à? Chửa yêu đã nghĩ đoạn chia tay rồi, nó phải sai không? Thế có phải là mẹ không có xác định gì với nhau hay không có trách nhiệm, chưa không có niềm tin gì vào cái mối quan hệ đấy không? Nó có phải sai không? Nếu mẹ bây giờ người yêu em mà cũng như thế, cũng có một thằng bạn thân, xong nó cũng bảo với thằng bạn thân nó là đợi tao hồi nào tao chia tay người yêu với tao với mày gặp nhau đi chơi với nhau nhé. Mẹ chịu được không?
Thứ hai là người yêu em nó không mê bạn thân của em đâu. Ví dụ đi chơi với em mà nó hỏi cái câu là chị Nhi đâu, sao anh không dắt đi chung, xong rồi nó hờn nó dỗi á, nó đang thử em mà nó đang kiểu như là sao không dắt bạn thân của anh đi đi, sao không dắt bạn thân đi đi, có bạn thân mà không dắt đi à. Nó nói đẻo đấy, không có đứa nào nó mê đâu nhá. Không mê đâu, đừng có mà ngây thơ hồn nhiên như thế nữa. Sống trong cuộc đời dùng cái não và nghĩ nó phức tạp lên đi. Rồi ngây thơ quá, nó không thích đâu. Chẳng có đứa nào mà lại mê bạn thân của người kiểu người yêu hết á. Nó hỏi như thế là nó hỏi dò đấy. Nhá, thử dắt đi xem phải có vỗ mồm không, xem mai có chia tay không. Chắc là cứ nghĩ nó mê xong rồi cũng hay kể đúng không, cũng kể về chị Nhi xinh như thế này, chị Nhi dễ thương như thế kia chẳng hạn, kể tốt về bạn thân đúng không, sau rồi nghĩ là bởi vì mình kể tốt như thế nên là người yêu của mình mê nó, mê bạn thân của mình, sau rồi nó mới hỏi là sao không đưa cái đứa kia đi, rồi đưa thử đi. Rồi mày xong rồi. Chuyện tình của chúng dân thật dối quá, chị thộ đi tôi, quen không được thì chia tay cho khỏe, tới tầm 23, 25, 35 là sẽ tìm được những người biết trân trọng thôi. Tình yêu của tuổi 25, 35 nó khác, tình yêu của tuổi 15 nó khác, so thế cũng so. Mẹ, mặc dù là nó rất dối nhưng mà nó có cái thú vị của nó đấy. Không đùa đâu, nó làm mình lớn lên, nó làm mình nhận thức được nhiều thứ đấy. Đừng có xem thường, tình yêu tuổi nào nó có cái hay thôi. Em vừa chia tay người yêu xong buồn vãi chị ạ. Đừng buồn nữa em, hãy vui lên. Muốn tốt cho người yêu hay là muốn kiểm soát? Chị ơi, em có người yêu, nó hứa vì em không hút thuốc nữa mà thấy lúc nó lúc nào là thấy hút thuốc lúc đấy. Em chia tay vì nó hứa không hút nữa rồi quay lại xong hút tiếp. Giờ em có nên tiếp tục không chị ạ? Ây à, chị thấy cái việc hút thuốc nó không nên là lý do chia tay. Đúng. Chị đang nghĩ là không phải là em sợ bà đấy hút thuốc độc hại, hoặc là em có sợ nhưng mà cái nỗi sợ rất là nhỏ ạ. Cái phần chính khiến cho em cảm thấy khó chịu đấy là nghe lời em đúng không? Tức là em đang muốn kiểm soát nó. Em đang muốn là bà mày bảo mày đứng thì mày không được ngồi. Bà mày bảo là trái đất hình vuông thì mày cấm được cãi là hình tròn. Đúng không? Tức là em đang muốn là nó phải nghe lời em để chứng minh là nó yêu em. Phải chứng minh là nó yêu em chứ không được cãi lời em. Chứ còn mày hút thuốc mày bị làm sao, mày ốm đau gì kệ mẹ mày, tao không quan tâm. Đa phần là như thế đúng không? Nhưng mà thôi em ơi, hãm lại. Người vừa phải thôi, thuốc lá cũng không phải là cái dễ bỏ. Bây giờ chị hỏi em là ví dụ như là bảo em là sáng dậy tập thể dục đi, dậy từ 6 giờ sáng đi, thay đổi cái tật ngủ nướng đi, thay đổi cái tật thức khuya đi, thay đổi tật này tật kia đi, em thay thì cũng phải từ từ. Biết là nó không tốt nhưng mà phải từ từ. Chứ với cả con trai đàn ông nó có cái tôi của nó ấy. Em đi xem nhà bà nữ đi thì em biết là một người đàn ông mà không được tôn trọng nó như thế nào ấy. Là chị được chị chia tay mẹ rồi ấy, mệt mỏi. Ý chị là chị mà là người yêu em mà chị chia tay rồi đấy. Vãi cả. Nói chị đùa thôi nhưng mà nên vừa vừa phải thôi, phải thông cảm cho nhau. Ví dụ như là đừng có bắt là mày phải bỏ thuốc lá đi hay là anh phải bỏ thuốc lá đi, mà mình bảo người ta là thôi bây giờ hạn chế nó đi. Ví dụ như là bình thường ngày 2 điếu, ngày 1 bao thì giờ ngày nửa bao hay là 1 điếu thôi. Vừa vừa phải thôi, rồi bắt đầu mình sẽ duy trì cái số lượng ít đấy trong khoảng tầm 1 tuần 2 tuần, xong đến tuần thứ 3 là mình giảm nữa đi. Tuần thứ 4 mình giảm nữa đi, nó phải từ từ chứ sồn lên. Chắc đất gì ra quan tâm đến sức khỏe của nó, thì muốn nó nghe lời để chứng tỏ nó yêu mình đúng không? Con gái nó hay thế mà. Con gái nó hay có những cái kiểu mặc định trong đầu nó rất là vô lý các bạn ạ. Thề luôn. Nó con gái thường sẽ có cái suy nghĩ là mình mà nói mà cái người kia không nghe, tức là người ta không yêu mình đấy. Hay là cái lời nói của mình nó không có giá trị hay gì đấy. Con gái nó hãy thích chứng minh tình yêu bằng cái cách đấy. Đấy, rất là mệt mỏi. Xong rồi cái người con trai thì cảm thấy là mình không được tôn trọng. Đấy, xong rồi thế này thế kia mà cảm thấy có những cái là niềm vui là cái niềm vui gắn bó với người ta rồi rất là khó bỏ. Cái xong rồi cãi nhau. Sao lại chị Nắng ơi? Rất là mệt. Chị nói xong thì em cảm thấy chị hơi khác biệt so với các bạn nữ. Không, chị chả khác mẹ gì. Chị nghĩ là không phải là chị khác, mà là chị trải qua cái giai đoạn đấy rồi thôi. Tức là con gái nó sẽ có một cái khoảng thời gian mà chưa chấp nhận được cái tính cách của mình ấy. Đấy, một là chưa chấp nhận được cái sự khác biệt của giữa trai với cả gái. Muốn như thế nhưng mà lại không chấp nhận mình như thế. Ví dụ là con gái rất là vô lý, có những cái mong muốn rất là vô lý, nhưng mà không muốn tự thừa nhận mình vô lý, nên là thông thường sẽ kiểu sẽ rất là ngang ngược và không thể nói chuyện thẳng thắn rõ ràng đối với cả người yêu á. Nó sẽ nảy sinh rất là nhiều mâu thuẫn, là đôi nào cũng thế và chị ngày xưa cũng thế. Chẳng qua là bây giờ chị lớn rồi á, chị nghĩ là chị sau khi chị lớn rồi chị cảm giác là nó kiểu như con trai con gái nó sẽ có những cái phần tính cách khác nhau. Thế nên là chị chấp nhận được là con người và mình là phái nữ thì mình sẽ như thế. Và chị không cảm thấy xấu hổ khi mà chị nói với mọi người là ví dụ như là con gái rất là muốn kiểu như là được quan tâm nhiều này, hay muốn được kiểu như là được thể hiện tình cảm này, hay muốn kiểu như là chứng minh điều này chứng minh điều kia, kiểu con gái nó thế. Chị chấp nhận nó thì chị thấy bình thường. Có nhiều bạn thích như thế chứ không chấp nhận như thế kiểu vậy. Học tâm lý cũng không hiểu được nổi con gái á.
đấy là bạn học bạn chưa vào đầu thôi. Học là phải đi đôi với thực hành bạn ơi. Phải bị chia tay vài lần, phải bị ăn vạ vài lần, phải bị kiểu như là hờn dỗi nhiều lần thì lúc đấy nó mới kiểu như là thông suốt được.